nó bắt đầu đó. Chưa thấy đâu hết. Hello, hello, có ai thấy mình không? Xin chào tất cả mọi người nha. Hello, hello. Bữa nay chủ nhật mọi người ở nhà hay là đi đâu chơi ạ? Đã có kế hoạch gì cho buổi tối chưa? Chào Trần Đình Thường nha. Em chào chị Xét Ca. Em chào tất cả mọi người, em chào tất cả mọi người. Mọi người có đang xem bài livestream của em thì vô chơi với em nha. Hôm nay mình chơi mini game mọi người ơi. Chơi mini game nha, mình chơi mini game cơ hội mua hàng ưu đãi, rất là ưu đãi, cơ hội rất là giá trị luôn, lên tới 1 triệu đồng. Em chào Nguyễn Hoài Nhân. Mọi người có đang xem bài livestream của em thì hai em một tiếng nha. Em chào mọi người, tại vì có nhiều bạn mới vô mới xem bài livestream của em á, nên là em phải chào mọi người chứ. Không mọi người lại bảo em không chào mọi người thì sao? Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình nè. Em chào chị Ngân Nguyễn. Bữa nay chủ nhật mọi người có đi đâu chơi không ạ? Chị Ngân ơi, hình như ở ngoài quê mình đang là mùa nhãn hả chị Ngân? Có ship vô Sài Gòn ship cho em mấy chục ký nha. Hôm nay mình chơi mini game nha mọi người. Hôm nay mình chơi mini game rất là đơn giản, là bên mình sẽ trả lời hai câu hỏi cực kỳ đơn giản luôn, và mình sẽ có cơ hội mua hàng với giá ưu đãi, giảm giá lên tới 1 triệu đồng nha, 1 triệu đồng lận đó. 1 triệu đồng rất là giá trị. Hôm nay thì mình chỉ giới thiệu cho mọi người hai con máy thôi nha, hai con máy duy nhất thôi, đó là dòng hai dòng, một là dòng Dell và một dòng HP. Bởi vì đó là hai dòng mà mọi người thường xuyên sử dụng nhiều nhất, và cũng là hai dòng mà tâm điểm của cái bài livestream hôm nay. Cuối tuần em chúc cho mọi người có một buổi chiều thiệt là vui vẻ và có một buổi chiều thì là vui vẻ nha. Cái con máy mà em muốn giới thiệu với lại mọi người ngày hôm nay là chỉ có hai máy thôi, đó là dòng HP 820G2. Đây là hai dòng máy bán rất là chạy, rất là chạy tại cửa hàng của em. Một là HP, hai là Dell, chỉ có hai máy thôi nha mọi người. 12.5 inch rất là nhỏ gọn, mang đi rất là tiện. Giá của nó thì cực kỳ ưu đãi là 6,5 triệu và 7,950 triệu. Em chào Kim Giang Hồ, em chào anh Trần Đăng Khoa, em chào Hoàng Việt nha. Và mình chơi mini game luôn nha mọi người, tại vì em livestream rất là nhanh thôi, khoảng 4 giờ là mình sẽ kết thúc bài livestream. Hiện tại thì em có sẵn sàng hai câu hỏi để mời mọi người tham gia bài livestream cùng với lại em. Câu hỏi thì cực kỳ đơn giản luôn. Nếu câu hỏi đầu tiên, nếu như bạn nào mà trả lời đúng thì sẽ có cơ hội mua hàng là giảm giá, được giảm tới 500.000 nha. Và câu hỏi thứ hai, mọi người cố gắng theo dõi bài livestream của em. Ở câu hỏi thứ hai thì mình sẽ có cơ hội mua hàng và được giảm giá 1 triệu đồng. Đó là nội dung của bài livestream hôm nay. Bài livestream hôm nay em chỉ giới thiệu hai con máy bán cực chạy tại cửa hàng của mình và mẫu mã rất là đẹp luôn. Dòng HP
HB820G2 có cấu hình là Core i5 RAM 4GB ổ cứng SSD 128, máy chạy siêu nhanh nha, mở cái nào lên mở cái nào lên liền à. Mọi người có nhìn thấy rõ không ạ? Có nhìn thấy rõ không ạ? Em chào Nguyễn Trường Thịnh ạ. Mọi người có đang xem bài livestream của em thì hay với em cho vui nha. Đây con máy này, cái dòng máy này bán rất là chạy tại cửa hàng của em và giá của nó thì cực kỳ sinh viên luôn, là chỉ có 6,5 triệu mà thôi, 6,5 triệu mà thôi. Trong ngày hôm nay mình tham gia mini game cùng với lại em á thì mình sẽ được giảm 500.000 và mini game ở câu hỏi thứ hai mình còn được giảm thêm 1 triệu đồng nha mọi người. Và câu hỏi của ngày hôm nay rất là đơn giản, câu hỏi đây: bạn hay lên ứng dụng gì để xem video? Mọi người có nhìn thấy rõ không ạ? Mọi người có nhìn thấy rõ câu hỏi mà em đặt ra ngày hôm nay không ạ? Câu hỏi cực kỳ đơn giản nha mọi người. Bạn hay lên ứng dụng gì để xem video? Em chào người lạ nha, em chào Trần Đình Thường ơi, chơi game mượt không? Anh muốn chơi game gì hả? Máy này có thể chơi tốt Liên Minh, FIFA, CS, GTA thì chắc là không chơi nổi nha. Mình có thể sử dụng tốt các ứng dụng như Word, Excel, các ứng dụng văn phòng, AutoCAD, Photoshop nha. Bạn hay lên ứng dụng gì để xem video? Anh Nhân có thể ghim cho em cái câu hỏi này lên không ạ? Câu hỏi rất là đơn giản nha mọi người, câu hỏi rất là đơn giản. Ai trả lời đúng thì một hồi nữa em sẽ có tên trong cái hộp này nha, sẽ có tên trong ứng dụng này. À, nhưng mà nó là bảo hành trọn đời. Nó là bảo hành trọn đời nên anh có thể dùng bảo hành trọn đời để ghi lên được. Bạn hay lên ứng dụng gì để xem video? Bạn hay lên ứng dụng gì để xem video ạ? Câu hỏi rất là đơn giản và chỉ có một đáp án, một câu trả lời thôi, một từ thôi nha. Dạ hôm nay ai cũng là anh hết. Bạn hay lên ứng dụng gì để xem video này? Rất là đơn giản, câu hỏi rất là đơn giản. Khách hàng nào mà trả lời đúng câu hỏi này thì mình sẽ có cơ hội được mua hai dòng máy này, một là Dell, hai là HP, với giá ưu đãi là giảm 500.000 nha mọi người, giảm 500.000. Rất là ít khi nào mà shop sale chương trình mà giảm giá nhiều như vậy. Và ở câu hỏi thứ hai còn đặc biệt hơn nữa, mình còn được giảm tới 1 triệu đồng nha mọi người. Em chào Huấn Nguyễn nha. Bạn hay lên ứng dụng gì để xem video ạ? Câu hỏi rất là đơn giản, câu hỏi cực kỳ đơn giản luôn. Bạn hay lên ứng dụng gì để xem video? Mọi người share bài giúp em với nha. Mọi người share bài lên tường 2 lần giúp em nha. Tất cả những bạn nào mà trả lời đúng mình sẽ có tên trong cái hộp này, có tên trong cái hộp này. Và một hồi nữa mình sẽ bốc thăm ra 5 bạn may mắn được mua hàng với giá ưu đãi là giảm 500.000 nha. HB820G2 có cấu hình Core i5 màn hình 12.5 inch, máy sử dụng tốt văn phòng, Word, Excel, xem phim, nghe nhạc, AutoCAD, Photoshop, đặc biệt là mình có thể chơi game luôn. Dạ em chào Huấn Nguyễn ạ. Nãy giờ mình đang cầm HP, bây giờ mình cầm Dell cho mọi người xem nè. Dòng máy Dell này cũng bán rất là chạy tại cửa hàng của mình. Con Dell này có cấu hình là Core i5 và chip là 4300U, RAM của nó 8GB, SSD 256. Máy nào mà chạy SSD thì rất là nhanh, siêu nhanh luôn nha mọi người. Màn hình 12.5 inch. Và hiện tại Nhân laptop bảo hành trọn đời đang bán với giá là 7.950.000. Máy rất là nhỏ, gọn, nhẹ. Máy chạy ổ cứng SSD lên là siêu nhanh nha mọi người. Vô máy thì chỉ mất có khoảng 9 giây thôi, 8-9 giây thôi. Mọi người ơi, tranh thủ trả lời giùm em câu hỏi nha. Bạn hay lên ứng dụng gì để xem video? Chỉ cần trả lời đúng câu hỏi này mình sẽ được mua hàng giảm giá ưu đãi là giảm 500.000 nha mọi người. Giảm 500.000 lận ạ. Em chào Nhi Nguyễn ạ, em chào Việt Bùi.
7240, 7240 đây là một dòng máy bán cực kỳ chạy. Em chào anh Hưng nha. Bán cực kỳ chạy tại cửa hàng của mình bởi cái ưu điểm của nó là mỏng nhẹ đẹp. Đeo thì rất là bền rồi mọi người, đeo thì siêu bền rồi. Mỏng nhẹ do đó mình mang đi rất là tiện, đặc biệt có thể bỏ cốp xe những cái dòng là cốp xe lớn như là AB chẳng hạn thì mình đều bỏ được hết. Mình có thể mang đi du lịch hoặc là mang đi uống cà phê, ăn tối gì đó đều được cả. 2 con máy em vừa giới thiệu với mọi người là đeo với lại HP nha. Ai trong ngày hôm nay, tất cả những khách hàng nào trả lời đúng câu hỏi này, bạn hay lên ứng dụng gì để xem YouTube? Bạn hay lên ứng dụng gì để xem YouTube ạ? Để xem video ạ? Bạn hay lên ứng dụng gì để xem video? Tất cả những khách hàng trả lời đúng câu hỏi này thì mình đều được mua hàng với giá ưu đãi là giảm 500 ngàn một sản phẩm nha mọi người. Đi cầm cũng được là sao á anh Thường? Khó hiểu quá. Bạn hay lên ứng dụng gì để xem video? Đây là một câu hỏi cực kỳ đơn giản luôn nha mọi người. Câu hỏi cực kỳ đơn giản. Em chào Quang Vinh nha. Cầm đồ. Em chào Phạm Thảo ạ. Cầm đồ thì chắc chắn là được rồi à, anh Thường ơi. Bởi vì cầm đồ ít thì cũng mua được cái gì ta. Tại vì con máy này hiện tại đang có giá trị là 7.950.000, 7.950.000 và ngày hôm nay tất cả những khách hàng mà trả lời đúng câu hỏi này thì mình đều được giảm 500.000 nha mọi người, đều được giảm 500. Bạn hay lên ứng dụng gì để xem video ạ? À? Một câu hỏi cực kỳ đơn giản luôn. Hai dòng máy bán cực kỳ chạy tại cửa hàng mình đó là Dell với lại HP, bởi vì nó có những ưu điểm như sau. Ưu điểm là mỏng nhẹ, bền, đẹp và xài rất là thích. Con máy này 12.5 inch nè. Chào Phương Thảo nha. Bữa nay chủ nhật Phương Thảo làm gì hả Phương Thảo ơi? Cuối tuần rồi mọi người có dự định đi chơi ở đâu không? Bật mí cho mình nghe với. Dòng máy này chạy tốt các ứng dụng như là văn phòng, Word, Excel, xem phim, nghe nhạc. Mình có thể xài được AutoCAD, Photoshop nha mọi người, AutoCAD, Photoshop. Máy xài rất là mượt nha mọi người. Tại vì con máy này, hai dòng máy mình vừa giới thiệu với lại mọi người á, là nó đều chạy ổ cứng SSD nên là nó truy xuất rất là nhanh. Chỉ mất có khoảng 9 giây mà thôi, 9 giây thôi nha mọi người. Tối đa là 15 giây. Và nó có hai dạng ổ cứng. Một là cấu hình 128GB thì bạn lưu trữ dữ liệu ở cái mức vừa phải. Còn ví dụ bạn muốn nó rộng rãi hơn nữa thì mình chọn cái dòng Dell này, nó có ổ cứng là 256GB thì tha hồ lưu trữ. Và RAM của nó lên tới 8GB luôn. Nên là bạn nhiều khi những cái khách hàng mà chuyên dùng cho thiết kế đồ họa Photoshop, AutoCAD này kia đều xài tốt con máy này nha mọi người. Em chào Trần Tuấn Kiệt ạ. Tất cả những khách hàng mà tham gia livestream của em ngày hôm nay trả lời đúng câu hỏi là bạn hay lên ứng dụng gì để xem video thì đều được mua hàng giảm giá 500.000 và số lượng có hạn thôi nha mọi người. Con máy Dell này thì em chỉ có 5 con và con HP thì có khoảng 10 con.
Con Dell này có 5 con và con HP có khoảng 10 con. Nên là khách hàng nào mà tới trước thì sẽ lựa máy đẹp trước và mua máy trước nha. Còn khi nào mà hết hàng thì cái đó em bó tay. Nên là mọi người share bài giùm em với nha. Share bài về tường 2 lần cho em với. Em cảm ơn mọi người nhiều ạ. Em chào Phụng Nguyễn. Em chào Minh Đức. Em chào anh Đức Heo. Cái dòng máy Dell này rất là đẹp nha mọi người, được rất là nhiều người ưa chuộng. Bởi vì Dell là một trong số những cái dòng máy mà được rất là ưa chuộng tại cửa hàng mình cũng như là thị trường Việt Nam. Khi mà khách hàng tới cửa hàng của mình thì ai cũng sẽ hỏi là dòng Dell, ai cũng thích mua dòng Dell bởi vì nghe nói hết Dell bền. Anh Trí Nguyễn, Dell này là Dell E7240 nha. Dell E7240 có cấu hình là Core i5 với chip là 4300U và RAM của con máy này là RAM 8GB SSD 256. Hiện tại bên mình đang bán với giá là 7.950.000. Mình nếu mà trong cái bài livestream của mình hôm nay mà mình trả lời đúng câu hỏi là bạn hay lên ứng dụng gì để xem video thì mình sẽ được giảm trực tiếp 500.000 nha mọi người. Giảm trực tiếp 500.000, vẫn bảo hành 6 tháng, một đổi 130 ngày nếu máy xảy ra bất kỳ lỗi gì về phần cứng. Và mình sẽ được tặng ba lô và chuột có dây, chuột không dây cũng được, chuột nào cũng được. Khoảng vài phút nữa là em sẽ chốt câu trả lời nha mọi người. Em chốt câu trả lời thì những câu trả lời phía sau thì em sẽ không được tính nữa, bởi vì tất cả những khách hàng đã tham gia bài livestream của em thì sẽ được nhận ưu đãi. Ví dụ như bạn không mua laptop tại cửa hàng của mình thì bạn có thể giới thiệu cho bạn bè người thân và chỉ cần nói đúng cái mã thì bạn sẽ được giảm trực tiếp 500.000. Đây mới chỉ là câu hỏi đầu tiên thôi nha mọi người, câu hỏi đầu tiên thôi. Câu hỏi thứ hai mình sẽ được giảm tới 1.000.000 lận. Câu hỏi thứ hai mình sẽ được giảm tới 1.000.000 lận nha mọi người. Đây là câu hỏi đầu tiên giảm 500.000. Câu hỏi đầu tiên giảm 500.000. Mua máy tính được giảm 500.000. Dòng máy HP này cũng rất là được ưa chuộng tại cửa hàng của mình đây. Dòng máy HP Core i5 đời thế hệ thứ tư, RAM của nó là 4GB, cương SSD 128 và giá cực kỳ rẻ, có 6.500.000 thôi mọi người ơi, 6.500.000. Mình trả lời đúng câu hỏi. Em chào Đình Triện ạ. Là mình sẽ được giảm thêm 500 nữa là chỉ còn có 6.000.000 mà thôi. Giá cực kỳ sinh viên luôn nha mọi người, giá cực kỳ sinh viên. Con máy này trợ ổ cứng SSD siêu nhanh. Em cảm ơn anh Đức nha. Bạn hay lên ứng dụng gì để xem video nè mọi người ơi? Câu hỏi cực kỳ đơn giản luôn. Câu hỏi cực kỳ đơn giản nha mọi người. Mọi người có nhìn thấy rõ không ạ? Tất cả những máy ở cửa hàng của mình đều hoạt động một cách bình thường. Máy bán có bảo hành lên mọi người hoàn toàn yên tâm nha. Mọi người hoàn toàn yên tâm bởi vì một đổi một trong 30 ngày nếu máy xảy ra lỗi. Tức là trong 30 ngày nếu máy xảy ra lỗi thì bạn sẽ được hoàn lại tiền bằng đúng giá trị lúc bạn mua, hoặc là bạn sẽ đổi qua con máy khác hoặc là dòng máy khác tương đương. Có rất là nhiều ưu đãi tại cửa hàng của mình, cộng thêm bên mình luôn luôn tuyển cộng tác viên và có các cái chính sách ưu đãi cho khách hàng sỉ. Nên là bạn nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình nha mọi người. Bạn hay lên ứng dụng gì để xem video? Câu hỏi cực kỳ đơn giản. Một xíu nữa thôi. Mình sẽ chốt câu trả lời. Xin chào mọi người nha. Mình sẽ chốt câu trả lời. Và những khách hàng nào mà tham gia bài livestream của mình ngày hôm nay cộng thêm trả lời đúng câu hỏi này, mọi người nhớ share bài giùm em với nha. Share bài giùm em với để mình được hưởng trọn ưu đãi.
là mình sẽ được giảm 500.000, 500.000 một con máy, một số tiền không hề nhỏ đâu ạ. Và đặc biệt hơn là ở câu hỏi thứ hai, mình sẽ được giảm số tiền lên tới 1 triệu đồng nha, 1 triệu đồng lận đó. Bạn hay lên ứng dụng gì để xem video? Em cảm ơn anh Đình Truyện ạ. Em chào đoàn Chi Nguyện ạ. Câu hỏi cực kỳ đơn giản nha mọi người, bởi vì đây là những câu hỏi mở. Shop thật ra là để dành tặng cho khách hàng thôi, dành tặng cho khách hàng, bởi vì đây là những câu hỏi cực kỳ đơn giản. Và những khách hàng nào tham gia bài livestream cùng với là em thì đều được giảm giá. Câu hỏi này là câu hỏi đầu tiên nha, câu hỏi đầu tiên được giảm 500.000 khi mua máy. Dòng Dell và dòng HP là hai dòng cực kỳ ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Hồi ngày xưa thì thằng HP chắc chắn nó sẽ không được bằng thằng Dell đâu, bởi vì Dell nó chiếm lĩnh thị trường. Nhưng mà bây giờ á, Dell xuống rồi, HP đã ngoi lên. Câu hỏi cực kỳ đơn giản nha, và mọi người bao nhiêu bình luận cũng được ạ, bao nhiêu bình luận cũng được, em không có giới hạn bình luận đâu. 3 giờ 45 phút là em sẽ chốt câu trả lời nha mọi người, em sẽ chốt câu trả lời. Câu hỏi này cực kỳ đơn giản, gợi ý cho mình đó là, thôi mà khỏi gợi ý đi bởi vì nó đơn giản quá. Cuối tuần mọi người có dự định đi đâu chơi không ạ? Anh Đình Truyện ơi, tối nay mình lại hát karaoke nữa hả? Ở nhà em cũng hay hát karaoke lắm, bởi vì để cho nó xả stress. Đây là hai dòng máy bán cực kỳ chạy tại cửa hàng của mình. Máy rất là đẹp nha. Máy nhập khẩu nguyên zin bảo hành 6 tháng. Em chào Phạm Thảo ạ. Tất cả những khách hàng trả lời đúng câu hỏi đầu tiên của em thì đều được mua hàng giảm giá 500.000 cho hai mẫu, một là Dell và HP. Dell thì em có khoảng 5 máy và HP thì có khoảng 10 máy, nên là mọi người nhanh tay nha, mọi người nhanh tay. Con HP này chỉ có 6 triệu rưỡi thôi ạ, con HP này chỉ có 6 triệu rưỡi thôi. Con Dell này thì là 7.950. 7.950 là bởi vì cây RAM của nó là RAM 8GB và SSD của nó là 256GB. Tất cả hai máy đều sử dụng ổ cứng SSD nha mọi người, không phải ổ cứng thường. Ổ cứng SSD chạy siêu nhanh, chỉ có khoảng 9 giây là có thể vô máy được rồi. 3 giờ 45 là em sẽ chốt câu trả lời. Em sẽ chốt đáp án cho mình nè. 3 giờ 45 là em. Dạ, anh Đình Truyện nhớ hát tặng em bài nha. Anh tính hát bài gì vậy? Câu trả lời rất là đơn giản. Bạn hay lên ứng dụng gì để xem video? Chỉ cần trả lời đúng câu hỏi đầu tiên. Chỉ cần trả lời đúng câu hỏi đầu tiên thì mình sẽ được mua hàng giảm giá ưu đãi là giảm 500.000 nha mọi người, giảm 500.000. 3 giờ 45 phút là em bắt đầu chốt nha. Đáp án thì nằm sẵn ở đây rồi. Đáp án cực kỳ đơn giản, và em nghĩ là rất là nhiều người có cơ hội mua hàng giảm giá 500.000, Dòng Dell và HP này cực kỳ nhỏ gọn, xinh xắn và đẹp luôn. Ai cũng sẽ rất là ưng ý dòng máy này ạ. 3 giờ 45 rồi, em mở cho mọi người xem đáp án nha. Đáp án cực kỳ đơn giản. Đáp án cực kỳ đơn giản. Chắc là mọi người cũng đã đoán được phần nào đáp án của mình rồi đúng không ạ? Đó chính là YouTube, một ứng dụng cực kỳ lớn và mạnh tại thị trường Việt Nam mình. Hầu hết mọi người đều lên mạng để xem YouTube. Em sẽ chốt đáp án 1.
Đáp án câu hỏi 1 là YouTube nha mọi người. Em chốt YouTube nha mọi người, YouTube là đáp án đầu tiên, đáp án của câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi là bạn hay lên ứng dụng gì để xem video? Đó chính là YouTube. Và tất cả những khách hàng trả lời đúng câu hỏi đầu tiên mình đều được mua hàng với giá ưu đãi là giảm 500.000 nha, giảm 500.000. Câu hỏi thứ hai còn thú vị hơn, mình sẽ được mua hàng giảm giá tới 1 triệu đồng. Giảm giá tới 1 triệu đồng nha. Dòng Dell và dòng HP này cực kỳ sang chảnh và đẹp luôn. Dell Latitude O7240 và HP EliteBook 820G2. Ở cửa hàng thì có rất là nhiều máy luôn, nên là mọi người có thể tới để xem và lựa máy. Nếu như mà mọi người đã trả lời đúng thì nếu như mọi người không có nhu cầu mua hàng á, mọi người có thể là để lại cho anh em bà con họ hàng dòng họ gì đó, những người mà có nhu cầu mua laptop thì họ sẽ được nhận ưu đãi là giảm 500.000, giảm 500.000 này mọi người ơi. Lâu lâu mới có cơ hội mua hàng giảm giá 500.000 nha. Mọi người có muốn mình qua câu hỏi thứ hai không ạ? Câu hỏi thứ hai cực kỳ đặc biệt, mình sẽ giảm giá lên tới 1 triệu đồng. Và cơ hội này chỉ áp dụng cho hai khách hàng trả lời đúng. Và mình thì mình sẽ làm tất cả những khách hàng nào trả lời đúng mình đều ghi lại. Sau đó mình sẽ sắp lên. Mọi người share bài livestream giùm em với ạ. 8470B mình ạ. Hiện tại 8470B mình hết hàng rồi nha anh Nguyễn Hoài Nhân ơi. 8470B mình hết hàng rồi. Hôm nay mình chỉ giới thiệu hai mẫu thôi, một mẫu Dell Latitude 7240 và một mẫu HP EliteBook 820G1. 820G1 thôi. Mọi người share bài giùm em để mình có cơ hội được mua hàng giảm giá 500.000 nha mọi người. Share bài giùm em để mình có cơ hội được mua hàng giảm giá 500.000. Câu hỏi đầu tiên, đáp án YouTube. Tất cả những khách hàng mà đáp án YouTube thì mình đều được mua hàng giảm giá 500.000. Và nhớ giùm em cái bước đó là bước chia sẻ nha. Chia sẻ ở chế độ công khai, bởi vì nếu như em không có nhìn thấy cái bài chia sẻ của mình thì tự nhiên mình bị mất đi cái cơ hội được mua hàng giảm giá 500.000. Và câu hỏi thứ hai còn đặc biệt hơn nữa, mình sẽ được mua hàng giảm giá 1 triệu đồng nha. Mua hàng giảm giá 1 triệu đồng. Hoài Nhân ơi, hiện tại 8470B mình đang bán với giá là 5 triệu 2. Bạn chỉ cần ráng thêm một xíu, đó là cái dòng máy này nè, dòng HP này nè. Dòng HP này có 6 triệu rưỡi thôi. Mà mình mua trong cái đợt livestream này thì mình được giảm thêm 500, là chỉ còn 6 triệu thôi. Dòng này máy này chạy SSD luôn nha, mà coi năm đời thế hệ thứ tư. Trong khi đó 8470B là coi năm đời thế hệ thứ ba. À, em chào người lạ. Bên em có ổ cứng 320GB, ổ cứng HDD thường. Hiện tại đang bán với giá là 650, nhưng mà bạn ghé cửa hàng đi, mình để giá cho bạn 600. Tại vì tất cả những khách hàng nào mà mua hàng của bên mình nó đều được nhận ưu đãi, đều được ưu đãi và giảm giá. Mình đến với câu hỏi thứ hai luôn nha. Câu hỏi đầu tiên thì rất là dễ rồi, câu hỏi thứ hai này. Hello, em chào Lâm Tiger ạ. Câu hỏi thứ hai nha. Câu hỏi thứ hai, mọi người có tò mò câu hỏi thứ hai không ạ? Câu hỏi thứ hai sẽ được mua hàng giảm giá 1 triệu đồng. Câu hỏi thứ hai, mua hàng giảm giá 1 triệu đồng, cơ hội cực kỳ ưu đãi luôn nha. Mua hàng giảm giá 1 triệu đồng. Mọi người có tò mò câu hỏi không ạ? Có bóp để lắp vào ổ CD không chị? À, người lạ ơi, mình tính xài Samsung 2 ổ cứng hả? Hình như máy của mình là 6410 đúng không ta?
level CD, mình sẽ phải mua một cái két đi bay. Cái két đi bay đó sẽ thay thế cho cái ổ đĩa để lắp vô máy của mình. Thì cái két đi bay đó nó sẽ có giá trị là 120.000. Còn cái hộp mà để mà mình xài rời ở ngoài á, 8570 hả? Hiện tại máy mình đang xài SSD hay là ổ cứng thường? 8570B thì nó có cái ổ đĩa để mình có thể tháo ổ đĩa ra và thay vào đó một cái ổ cứng. Thì mình sẽ phải thay cái đó bằng một cái két đi bay trị giá 120.000 và ổ cứng thường 320GB giá là 600 nha, 600. Câu hỏi thứ hai. Một chương trình của Microsoft Office dùng để đánh văn bản. Câu hỏi này còn đơn giản hơn cả câu hỏi trước nữa. Câu hỏi này mình có SSD rồi, mình lắp thêm song song rồi, ok. Là mình sẽ cần một cái két đi bay cộng với lại một cái ổ cứng là mình có thể lắp chạy song song hai ổ cứng. Câu hỏi thứ hai cực kỳ đơn giản. Một chương trình của Microsoft Office dùng để đánh văn bản. Cái này rất là đơn giản nha mọi người. Và tất cả những mà khách hàng trả lời đúng cái câu hỏi này thì mình sẽ ghi lại và bỏ vào một chiếc hộp. Sau đó mình sẽ sắp đều. Thì hai khách hàng may mắn sẽ có cơ hội mua hàng giảm giá 1 triệu đồng. Sẽ có cơ hội mua hàng giảm giá 1 triệu đồng. Hai dòng máy cực kỳ bán chạy, xài bền, mẫu mã đẹp và được rất là ưa chuộng tại cửa hàng của mình. Vâng, tại cửa hàng của mình đó là E7240 và HP 820G2 Số lượng thì có hạn thôi nên là mọi người tranh thủ. Nếu như mà mọi người mua mà còn hàng á thì mình sẽ được áp dụng. Còn mà mình mà mua mà tới lúc hết hàng rồi thì cái này em không chịu trách nhiệm nha. Em cũng báo trước là số lượng có hạn. Nên là khách hàng nào mà tới trước mua trước mà hết hàng rồi thì thôi ạ. Câu hỏi số 2, một chương trình của Microsoft Office dùng để đánh văn bản. Cực kỳ đơn giản nha mọi người, cực kỳ đơn giản, dùng để đánh văn bản. Tất cả những khách hàng trả lời đúng câu hỏi này thì em sẽ ghi lại nha. Sau đó em sẽ sóc lên và tìm ra người may mắn. Sẽ áp dụng cho hai khách hàng may mắn nha mọi người. Câu hỏi cực kỳ đơn giản. Một chương trình của Microsoft Office mình dùng để đánh văn bản và tất cả những khách hàng nào mà trả lời đúng thì mình sẽ có cơ hội mua hàng giảm giá 1 triệu đồng. Em sẽ chọn ra hai khách hàng may mắn nhất. Câu hỏi cực kỳ đơn giản. Một chương trình của Microsoft Office dùng để đánh văn bản. Có khách hàng nào trả lời đúng sẽ có cơ hội mua hàng giảm giá 1 triệu đồng. Con máy này đang là 7.950.000, giảm 1 triệu là chỉ còn 6.950.000. Dòng HP này giảm 1 triệu là chỉ còn 5.500.000 thôi.
một mức giá cực kỳ ưu đãi, một mức giá cực kỳ ưu đãi chỉ có ở bài livestream này thôi nha mọi người, chỉ có ở bài livestream này mà thôi. Dòng Dell, Dell Latitude 7240. Dòng Dell Latitude 7240 có giá là 7.950.000. Mình trả lời đúng câu hỏi thứ hai, mình sẽ có cơ hội mua hàng giảm giá 1 triệu đồng. 1 triệu đồng là chỉ còn 6.950.000 thôi. Ổ cứng SSD 256GB, RAM 8GB. RAM 8GB, Core i5 đời thế hệ thứ 3, máy xài tốt các ứng dụng văn phòng, xem phim, nghe nhạc, AutoCAD, Photoshop, chơi game Liên Minh, FIFA, CS, vân vân. Liên Quân. Em thấy mấy bạn chơi phà phà. Máy xài rất là mượt nha mọi người. Cái dòng máy đeo này được cái là nó mỏng nhẹ, gọn, mang đi sách tới sách lui nó cũng tiện. Rất là tiện luôn nha. Rất là tiện cái dòng máy đeo này. Dell Latitude O. Dòng Latitude là một dòng cao cấp của Dell. Mọi người khi mà xem những cái dòng của Dell á thì nó sẽ có ví dụ như là Inspiron, XPS, Latitude. Latitude là những dòng doanh nhân, xài rất là bền. Mẫu mã thì cũng rất là đẹp. Nó có con rùa ở đây là tại vì khách người ta dán vô nha. Chứ còn bình thường của nó thì sẽ không có mấy cái hình dễ thương như thế này đâu ạ. Dell Latitude 7240, Core i5 thế hệ 4, RAM 8GB, ổ cứng SSD 256, màn hình 12.5 inch. Và giá của nó là 7.950.000. Trả lời đúng câu hỏi thứ hai. Một chương trình của Microsoft Office dùng để đánh văn bản thì mình sẽ có cơ hội được mua hàng giảm giá 1 triệu đồng. Cơ hội rất là hiếm hoi nha mọi người, cơ hội rất là hiếm hoi. Và hàng của mình về thì chỉ về số lượng thôi. Con máy này được khoảng 5 máy và dòng HP này thì được khoảng 10 máy. Mọi người có nhìn thấy rõ câu hỏi của mình không ạ? Câu hỏi cực kỳ đơn giản nha. Hiện tại thì cửa hàng của mình có rất là nhiều những cái mã hàng của Dell, của HP, của Asus, của Sony, của Toshiba. Hãng hàng rất là nhiều và hàng về rất là nhiều luôn. Mùa tiểu trường này thì mình mua hàng sẽ được giảm giá nè. Mình sẽ được giảm 200.000, mình được tặng ba lô chuột không dây. Và tất cả những khách hàng nào mà share bài livestream của em, share bài livestream của em bữa nay thì khi mà tới cửa hàng mình sẽ được giảm 300.000. Mùa tựu trường giảm 300.000, mùa tựu trường chỉ cần nói tên của mình là được. Đều được giảm 300 nha, áp dụng cho tất cả những sản phẩm. Còn cái bài live, còn cái câu hỏi livestream này là câu hỏi thứ hai và mình sẽ có cơ hội là được giảm tới 1 triệu đồng nha, sẽ có cơ hội mua hàng giảm giá 1 triệu đồng, cơ hội cực kỳ hiếm hoi. Một câu hỏi rất là đơn giản thôi, đó là một chương trình của Microsoft Office dùng để đánh văn bản, dùng để đánh văn bản, một chương trình cực kỳ đơn giản. Dòng máy mình đang cầm trên tay đó là Dell và cái dòng mà mình cũng muốn giới thiệu với mọi người đó là dòng HP. Dòng HP nha mọi người, dòng HP này 12.5 inch được rất là nhiều người ưa chuộng tại cửa hàng của mình. Câu hỏi thứ hai của ngày hôm nay đó là một chương trình của Microsoft Office dùng để đánh văn bản. Những khách hàng nào mà trả lời đúng thì mình sẽ có tên trong chiếc hộp này và mình sẽ có cơ hội mua hàng giảm giá 1 triệu đồng. Cơ hội mua hàng giảm giá 1 triệu đồng, cơ hội rất là hiếm hoi nha. Dòng HP 820G2 có cấu hình là Core i5. Chip là 4300U, RAM của nó là 4GB và ổ cứng SSD 128GB, màn hình 12.5 inch. Chỉ có giá là 6.500.000 mà thôi, 6.500.000 mà thôi nha mọi người, 6.500.000. Máy rất là đẹp ạ.
6,5 triệu máy rất là đẹp. Trả lời đúng ở câu hỏi thứ hai, mình sẽ có cơ hội mua hàng giảm giá 1 triệu đồng luôn ạ. 1 triệu đồng. Câu hỏi cực kỳ đơn giản, cực kỳ đơn giản mà lại có cơ hội mua hàng giảm giá 1 triệu đồng. 820G2 nha mọi người. Đây là dòng HP xài rất là mát. Pin của nó xài có thể từ 3 tới 4 giờ. Bàn phím thì con nào cũng có phím đèn LED hết, buổi tối làm việc rất là tiện. Máy còn có vân tay nữa nè, vân tay, cam zin, touchpad. Ở những cái dòng mà dòng nhập khẩu á, bạn để ý là touchpad của nó có tới 5 con chuột. Một con chuột trái, một con chuột phải phía dưới, một con chuột trái, một con chuột phải phía trên. Và một con chuột ở giữa này nữa. Một con chuột ở giữa này nữa nha. Xài rất là tiện ạ. HP E-Linebook 820G2. HP E-Linebook 820G2 nha mọi người. G1. Hồi làm rối luôn à. Con máy 6,5 triệu ạ. Con máy 6,5 triệu. Mình sẽ có cơ hội mua hàng giảm giá 1 triệu đồng. Tất cả những khách hàng may mắn, tất cả những khách hàng may mắn này thì mình đều có tên trong chiếc hộp này. Và hồi mình sẽ xem là khách hàng nào may mắn có cơ hội mua hàng giảm giá 1 triệu đồng nha mọi người. Câu hỏi thì cực kỳ đơn giản luôn, để em viết câu hỏi ra cho mọi người xem nè. Đó là một chương trình của Microsoft mà mình dùng để đánh văn bản nha. Dùng để đánh văn bản rất là đơn giản thôi. Câu hỏi cực kỳ đơn giản. Để có cơ hội mua hàng giảm giá tới 1 triệu đồng. Cơ hội cực kỳ ưu đãi, cực kỳ ưu đãi. Và chưa từng diễn ra tại cửa hàng của Nhân Laptop. Cơ hội cực kỳ ưu đãi nha mọi người ơi, cơ hội cực kỳ ưu đãi và số lượng thì chỉ có hạn mà thôi, số lượng thì chỉ có hạn mà thôi, nên là khách hàng nào tới cửa hàng của mình trước thì sẽ được lựa máy đẹp trước, bởi vì bên mình chỉ bán máy cũ thôi, không có bán máy mới. Máy cũ đã qua sử dụng nhưng mà bao với mọi người là còn nguyên zin, chưa có qua quá trình sửa chữa. Đã qua quá trình sử dụng nhưng chưa qua quá trình sửa chữa nha mọi người. Máy còn nguyên zin, máy rất là đẹp ạ. Rất là đẹp. Mấy dòng máy này vệ sinh rất là dễ luôn. Mình chỉ cần lấy một chiếc khăn mềm, nhóm nước, vắt khô, sau đó lau là xong. Cuối tuần rồi, mọi người có dự định đi đâu chơi không ạ? Tầm có khoảng hơn 4 giờ 10 đi ha. 4:10 cho thư thái. Thì mình sẽ bốc thăm xem là khách hàng nào may mắn có cơ hội mua hàng giảm giá tới 1 triệu đồng. 4:10 nha mọi người ơi, 4:10. Anh Nhân lượm tờ giấy lên giùm em, khỏi đi chơi anh nó bay mất tiền. Câu hỏi cực kỳ đơn giản luôn, một chương trình của Microsoft Office dùng để đánh văn bản. Câu hỏi quá là đơn giản đúng không mọi người ơi? Câu hỏi cực kỳ đơn giản luôn. Và mua hàng sẽ có cơ hội giảm giá lên tới 1 triệu đồng. Cơ hội mua hàng giảm giá lên tới 1 triệu đồng. Mọi người chia sẻ bài livestream giùm em với nha. Để có cơ hội mua hàng giảm giá lên tới 1 triệu đồng nè. Cơ hội mua hàng giảm giá lên tới 1 triệu đồng áp dụng cho hai mẫu, mẫu mẫu Dell và mẫu HP. Mẫu Dell này có cấu hình Max, RAM 8GB SSD 256. Và con HP này có cấu hình thấp hơn một xíu, đó là RAM 4GB và SSD 128. Nên giá của nó cũng nhẹ nhàng hơn. Giá của nó là 6,5 triệu.
Và nếu mà mình trả lời đúng ở câu hỏi thứ hai này, mình sẽ có cơ hội mua hàng giảm giá lên tới 1 triệu đồng, là chỉ còn 5 triệu rưỡi mà thôi. Bảo hành máy 6 tháng, 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu máy xảy ra lỗi. Rồi mình sẽ được tặng ba lô và chuột không dây, pin sạc theo máy đầy đủ. Rồi mình sẽ có cơ hội cài đặt vệ sinh miễn phí trọn đời. Một chương trình của Microsoft Office dùng để đánh văn bản. Câu hỏi cực kỳ đơn giản luôn. Bữa nay là chiều chủ nhật, không biết là mọi người có đi đâu chơi không ạ? Khoảng 4 giờ 10 nha mọi người. 4 giờ 10 là em sẽ đưa ra đáp án. Em sẽ đưa ra đáp án và kết thúc bài live stream này. Tất cả những khách hàng trả lời đúng, thì mình đã có tên ở đây rồi. Và mình sẽ bốc thăm xem là khách hàng nào may mắn có cơ hội mua hàng giảm giá 1 triệu đồng. Cơ hội cực kỳ hiếm hoi nha. Lần sau mà mình live stream thì mình sẽ live stream ở nick Facebook của Nhân Nguyễn. Mọi người nhớ theo dõi nha. Bữa nay thì mình live stream ở Facebook của mình. Một chương trình của Microsoft Office dùng để đánh văn bản. Một chương trình cực kỳ đơn giản luôn. Tuấn Vũ ơi, có rất là nhiều khách hàng đã comment ở cái bài này rồi. Và những khách hàng nào mà trả lời đúng thì mình đều có tên ở trong cái hộp này nha. Mình đều có tên ở trong chiếc hộp này. Một hồi nữa shop sẽ bốc thăm trúng thưởng, tìm ra khách hàng may mắn có cơ hội mua hàng giảm giá lên tới 1 triệu đồng. 1 triệu đồng lận nha. Một dòng Dell và một dòng HP bán cực kỳ chạy tại cửa hàng của mình. Mẫu mã thì cũng rất là đẹp, mỏng nhẹ, nhỏ gọn, cấu hình mạnh. Máy sử dụng tốt các ứng dụng văn phòng, xem phim, nghe nhạc, lướt web, thậm chí là AutoCAD, Photoshop vân vân. Các cái ứng dụng của bên xây dựng cũng đều sử dụng được nha mọi người. Máy chạy rất là mượt bởi vì nó chạy ổ cứng SSD. Truy xuất rất là nhanh, chỉ khoảng 9 giây mà thôi. Cái dòng máy Dell này mình bán rất là chạy tại cửa hàng của mình. Dell nhỏ gọn xinh xắn. Đây là mọi người có nhìn thấy rõ máy không ạ? À? Đây là mặt trước của máy nè. Đây là mặt sau của máy. Và đây là mặt trong của máy. Mặt B. Màn hình. Camera. Bàn phím. Máy có phím LED nha, máy có phím LED rất là dễ dàng thuận tiện làm việc về đêm. Ở trên này là các cái phím tăng giảm âm lượng, nút nguồn. Mọi người ơi, em chốt comment nha, mọi người ơi, em chốt comment để lựa ra khách hàng may mắn được mua hàng giảm giá lên tới 1 triệu đồng. Nếu như mà bạn không có mua thì bạn có thể để lại cơ hội này cho bạn bè, người thân, mà những cái người xung quanh mình có nhu cầu mua laptop thì đều được giảm giá 1 triệu đồng nha, đều được giảm giá 1 triệu đồng. Số lượng thì chỉ có hạn thôi, nên là nếu như mà bạn không mua sớm, bạn để đó có khoảng 1 tới 2 tháng nữa mà bên mình hết cái dòng máy này, hết cái lô hàng này thì mình không có áp dụng nữa nha, bởi vì nó đã hết hàng rồi thì lấy hàng đâu mà để bán cho bạn. 4 giờ 10 rồi mọi người ơi, mình sẽ bốc thăm ra khách hàng nào may mắn nhất được mua hàng giảm giá 1 triệu đồng nha.
4:10 rồi, em bốc thăm đây ạ. À, em bốc thăm đây ạ. À, khách hàng đầu tiên có cơ hội được mua hàng giảm giá 1 triệu đồng. Mọi người có hồi hộp không ạ? À? Rất là đơn giản nha, câu hỏi thì cực kỳ đơn giản luôn. Em bốc thăm đây ạ. À, 4:10 rồi, em bốc thăm đây ạ. À. Câu trả lời đây, đó chính là Microsoft Word. Microsoft Word nha mọi người. Microsoft Word. Đây là câu trả lời đúng, đây là câu trả lời đúng và khách hàng nào mà có câu trả lời đúng thì đều được có trong chiếc hộp này rồi. Và bây giờ mình sẽ bốc thăm dành chọn ra khách hàng may mắn nhất được mua hàng giảm giá 1 triệu đồng, Em bốc thăm nha mọi người ơi, em bốc thăm đây ạ. À. Cái này là hên xui nha. Bởi vì có những khách hàng họ trả lời đúng thì em sẽ lựa chọn ra một khách hàng may mắn duy nhất để trao giải. Được mua hàng giảm giá 1 triệu đồng, 1 triệu đồng. Anh Duy Khánh Nghiễn ơi, em chốt comment rồi, mình vô trễ mất tiêu rồi, em chốt comment rồi. Comment là Microsoft Word thì mình sẽ được mua hàng giảm giá lên tới 1 triệu đồng nha. Và khách hàng may mắn đã đang nằm ở trong tay em rồi. Đang nằm ở trong tay em đây. Và em sẽ mở ra xem là khách hàng nào may mắn được mua hàng giảm giá 1 triệu đồng đây. À, chúc mừng bạn có nick Facebook là người lạ nha. Người lạ là khách hàng may mắn được mua hàng giảm giá 1 triệu đồng. Nếu như mà bạn không có mua hàng thì bạn có thể là giới thiệu người thân bạn bè nào đó mà chỉ cần tới cửa hàng của mình và nói là bạn có tham gia mini game và bạn đã trúng cơ hội mua hàng giảm giá tới 1 triệu đồng thì cái người khách hàng đó cũng đều được mua hàng giảm giá 1 triệu đồng. Dòng HP820G2 Coi 5 có giá là 6,5 triệu. Và dòng E7240 Core i5 nhưng mà RAM 8GB, ổ cứng SSD 256 và mình có giá là 7,950,000. Chúc mừng bạn người lạ đã có cơ hội mua hàng giảm giá 1 triệu đồng. Đã có cơ hội mua hàng giảm giá 1 triệu đồng nha. Em kết thúc bài livestream nha mọi người ơi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những bài livestream sau.